Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với ngữ văn lớp 11, tập 2, bộ sách Trên Trời Sáng Tạo, trang 68. Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, bài thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật, bức tranh, pho tượng. Tri thức về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học, bài thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật, bức tranh, pho tượng là kiểu bài nghị luận dùng lý lẽ, bằng chứng để làm rõ giá trị nội dung và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của một bài thơ hoặc một bức tranh, pho tượng. Yêu cầu đối với kiểu bài về nội dung nêu được một số nét đặc sắc về nội dung của tác phẩm, từ ngữ, hình ảnh, chủ đề, tư tưởng, cảm hứng, thông điệp, v.v. và nghệ thuật của tác phẩm, từ ngữ, hình ảnh, bố cục, thể thơ, vần, nhịp, các biện pháp nghệ thuật trong bài thơ, chất liệu, bố cục, màu sắc, chi tiết nghệ thuật, v.v. của bức tranh, pho tượng. Có những lý lẽ xác đáng, hợp lý dựa trên các bằng chứng tiêu biểu từ tác phẩm. Về hình thức, đảm bảo các yêu cầu của kiểu bài nghị luận, lập luận chặt chẽ, kết hợp các thao tác nghị luận, diễn đạt mạch lạc, sử dụng các phương tiện liên kết hợp lý để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. Bố cục đảm bảo 3 phần. Mở bài, giới thiệu vấn đề nghị luận, tên tác phẩm, tác giả, khái quát nội dung, ý nghĩa của tác phẩm hoặc nêu định hướng của bài viết. Thân bài, lần lượt trình bày các luận điểm về những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật, đưa ra lý lẽ và bằng chứng đa dạng, thuyết phục để làm sáng tỏ luận điểm. Các luận điểm, lý lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lý. Kết bài, khẳng định giá trị của tác phẩm hoặc nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân, người đọc. Đọc ngữ liệu tham khảo 1. Con trà mào, một thông điệp, đa nghĩa. Trà mào là loài chim được người thôn quê yêu thích, nhất là trẻ em. Ngày nay, chim trà mào ít xuất hiện vì vườn cây thưa thớt lại phun thuốc bảo vệ thực vật nên sâu chết, quả độc, con trà mào bay đi. Nhưng kìa, nó trở lại sống động trong bài thơ Con trà mào của Mai Văn Phấn. Thẻ hướng dẫn đọc số 1, giới thiệu tác phẩm, tác giả dẫn dắt vào bài viết bằng câu chuyện thực tế. Về nội dung, bài thơ gửi ra những thông điệp đa nghĩa. Thẻ hướng dẫn đọc số 2, luận điểm 1, đặc sắc về nội dung, thông điệp đa nghĩa. Hết thẻ hướng dẫn đọc số 2. Điều đầu tiên độc giả có thể nghĩ đến là câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thẻ hướng dẫn đọc số 2A, luận điểm 1.1, ý nghĩa thứ nhất của bài thơ. Hết thẻ hướng dẫn đọc số 1. Hết thẻ hướng dẫn đọc số 2A. Sorry. Con người từ chỗ lệ thuộc vào thiên nhiên nhờ khoa học kỹ thuật, tưởng như làm chủ được thiên nhiên nên muốn chiếm hữu tự nhiên như bắt nhốt con trà mào. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng. Thẻ hướng dẫn đọc 2 sao. Thẻ hướng dẫn đọc dấu sao. Dấu sao thứ nhất, bằng chứng dẫn ra để làm rõ luận điểm. Dấu 2 sao, lý lẽ để phân tích, lý giải các bằng chứng. Thẻ hướng dẫn đọc 2B, luận điểm 1.2, ý nghĩa thứ hai của bài thơ. Thẻ hướng dẫn đọc 3, luận điểm 2, đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ. Thẻ hướng dẫn đọc 4, khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Hết các thẻ hướng dẫn đọc. Xin được quay trở lại với văn bản. Kể cả việc con người dùng thiên nhiên như một công cụ, không nắng, không gió, nhảy cây xanh để chinh phục thiên nhiên, con trà mào. Cuối cùng, con người đã nhận ra rằng nếu trả thiên nhiên về cho thiên nhiên, thì lúc ấy, dù là thiên nhiên vật chất, con trà mào đốm trắng, mũ đỏ, hay là thiên nhiên tinh thần, tiếng hót, ta sẽ có một thiên nhiên thân thiện hơn, tươi đẹp hơn. Bên cạnh đó, nhà thơ giúp người đọc phân biệt được cái đẹp và cái có ích. Con trà mào đốm trắng, mũ đỏ, trên cây cao chót vót, nó hót chiu chít. Con trà mào hấp dẫn cả màu sắc, cả sự linh động và nhất là tiếng hót. Trà mào tượng trưng cho vẻ đẹp quý hiếm của thiên nhiên. Cái đẹp cả trong tự nhiên lẫn trong cuộc sống bao giờ cũng có giá trị tự thân. Con trà mào hót là tự nó muốn hót. Cái đẹp sinh ra không vụ lợi. Hơn nữa, cái đẹp còn gắn với sự tự do. Bởi vậy, con người không nên và không thể sử dụng nó vào những chức năng khác ngoài tự tính thẩm mỹ. Về hình thức nghệ thuật, bài thơ có nhiều nét đặc sắc. Nhà thơ đã xây dựng những hình ảnh tượng trưng, giàu ý nghĩa. Tôi ôm khung nắng, khung gió, nhành cây xuân, nhành cây xanh, hối hả đuổi theo. Tôi ôm khung nắng, khung gió,
nhành cây xanh, hối hả đuổi theo. Cấu tứ của bài thơ được tạo nên từ cặp hình ảnh sóng đôi nhân vật tôi, con chim trào mạng. Qua đó, gợi ra thông điệp về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Chi tiết tiếng chim trào mạo chuýt chu hiu được lặp lại hai lần, đánh dấu sự chuyển đổi của hình ảnh thơ từ cõi thực vào cõi tâm tưởng, gợi ra sự thức nhận bất chợt mà sâu sắc của nhân vật tôi, để thấm thía giá trị tự thân của cái đẹp trong tinh thần. Nhà thơ đã sử dụng ngôn ngữ thơ giản dị, gần gũi, có sức gợi cảm cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm. Như vậy, thông qua các hình ảnh đa nghĩa, cấu tứ độc đáo, ngôn từ giản dị, bài thơ đã gửi ra những thông điệp sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, về giá trị tự thân của cái đẹp. Nhờ thế, bài thơ đã để lại những dư vị thấm thía trong lòng người đọc. Theo Đỗ Lai Thúy, in trong tạp chí Người Hà Nội, số 6, 2022, trang 41, Thanh Tùng diễn đọc. Đối chiếu ngữ liệu tham khảo với tri thức về kiểu bài và cho biết: 1. Cách mở bài của văn bản trên có gì đặc sắc? 2. Các luận điểm trong văn bản bàn về vấn đề gì? Những câu nào là câu chủ đề của mỗi luận điểm? 3. Tác giả đã sử dụng những lý lẽ, bằng chứng nào để làm sáng tỏ luận điểm? Đọc ngữ liệu tham khảo 2. Thiếu nữ chơi đàn nguyệt, tranh lụa của Mai Trung Thứ. Mai Trung Thứ dành hơn nửa cuộc đời của mình tại Pháp. Trong thời gian lưu lại, Macon từ năm 1940 đến năm 1942, thực hành hội họa của ông đã trải qua một thay đổi lớn. Ông từ bỏ sơn dầu trên vải và tập trung phần lớn nỗ lực vào việc tạo ra những bức tranh tinh tế trên lụa, một chất liệu đậm chất Á Đông. Phẩm chất độc đáo của lụa, với sự mềm mại cũng như khả năng hút ẩm để tạo ra màu sắc tinh tế, làm toát lên sự nữ tính như trong bức họa Thiếu nữ chơi đàn nguyệt. Thẻ hướng dẫn đọc số 1, giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. Khi bức tranh này được giới thiệu tại triển lãm vào năm 1943, người ta nhắc đến Mai Trung Thứ như là một họa sĩ của những cảnh thân thuộc, ghi nhận những nỗ lực của ông trong việc biến những cảnh sinh hoạt đời thường trở nên có giá trị. Đặc biệt, một trong những chủ đề chính của các họa sĩ chuyên vẽ khung cảnh thân thuộc là các cô thiếu nữ, như trong Thiếu nữ chơi đàn nguyệt. Trọng tâm được đặt vào cô gái duyên dáng đang chơi đàn nguyệt, một loại nhạc cụ hai dây truyền thống của Việt Nam. Bức tranh không chỉ đem đến một sự hòa quyện đầy uyển chuyển và trữ tình giữa hình ảnh và âm thanh, nó còn mời gọi người xem trải nghiệm một khoảnh khắc thân mật mà thoáng qua được ghi lại trong không gian hình ảnh. Thẻ hướng dẫn đọc số 2, luận điểm thứ nhất. Để vẽ Thiếu nữ chơi đàn nguyệt, Mai Trung Thứ sử dụng những kỹ thuật tạo hình phương Tây, bố cục bức tranh dường như tuân theo quy tắc 1/3. Thiếu nữ chơi đàn, chủ thể chính, ở vị trí chếch một chút về phía bên phải của đường cắt trung tâm, trong khi cô gái còn lại ngồi quay lưng với người xem và ở phía bên trái để tạo sự cân bằng thị giác. Thẻ hướng dẫn đọc số 3, luận điểm thứ 2. Hết thẻ hướng dẫn đọc số 3. Thiếu nữ chơi đàn hướng ánh nhìn khỏi khán giả, nhưng ánh mắt của cả thiếu nữ thứ hai trong bức tranh lẫn người xem đều hướng về phía người chơi đàn. Hướng nhìn linh hoạt này cũng như các góc được tạo thành từ cơ thể họ đem đến chuyển động hài hòa cho bố cục, cho phép đôi mắt người xem dõi theo dấu vết thị giác đã được họa sĩ sắp đặt và tự do di chuyển quanh bức tranh. Ở đây, ánh mắt trầm ngâm và có phần xa cách của thiếu nữ chơi đàn đóng vai trò như một phương tiện giao tiếp đầy lý thú giữa người xem và tác phẩm, cùng giai điệu đàn nguyệt đầy mộng mơ vang lên giữa thinh không. Thẻ hướng dẫn đọc 3A, lý lẽ và bằng chứng thứ nhất. Hết thẻ hướng dẫn đọc 3A. Chú thích chân trang số 1, xem tranh Thiếu nữ chơi đàn nguyệt, trang 60. Trong tranh Thiếu nữ chơi đàn nguyệt, Lady Playing ở Nguyệt Cầm, trọng tâm được đặt vào cô gái duyên dáng đang chơi một loại nhạc cụ hai dây truyền thống, có hộp đàn hình tròn như mặt trăng, do đó gọi là Nguyệt Cầm hay đàn Nguyệt, người miền Nam còn gọi là đờn kìm. Chú thích trên trang số 2, nhan đề do nhóm biên soạn đặt. Hết chú thích trên trang, trang 70. Điều thú vị là phông nền màu xanh ngọc
lục bảo dịu nhẹ và những bông hoa trắng cắm trong bình hô ứng với tựa đề của cuốn sách nhỏ màu đỏ được đặt trên chiếc bàn thấp truyền thống Ngọc Hoa. Tên của nữ nhân vật chính trong bộ truyện Nôm Khuyết Danh thế kỷ thứ 18, Ngọc Hoa cổ tích truyện. Thẻ hướng dẫn đọc số 3B, lý lẽ và bằng chứng thứ 2. Hết thẻ hướng dẫn đọc 3B. Trong truyện, Ngọc Hoa không chỉ giữ trinh tiết và cứu chồng khỏi cõi âm, nàng còn tố cáo tội ác của tên bạo chúa đã giết chồng mình. Qua đó, tôn vinh và đề cao những phẩm chất kiên cường, đáng ngưỡng mộ của con người, đặc biệt là phụ nữ, những người không bao giờ đầu hàng trước bạo lực và cường quyền. Mai Trung Thứ đã cẩn trọng sắp đặt những đồ vật này theo một cách thức mới, sử dụng chúng để tái tạo không gian cho sự tự biểu đạt và ở một mức độ nào đó cổ vũ quyền bình đẳng, tự chủ của phụ nữ Việt Nam hiện đại trong đời sống thường nhật. Mai Trung Thứ đã sáng tạo ra một bức tranh sống động, có thể khơi dậy mọi giác quan, như một chốn biểu diễn đầy sức gợi cảm, thấm đẫm những ẩn dụ thị giác vượt khỏi không gian và thời gian. Sức mạnh nghệ thuật của Mai Trung Thứ đến từ thực hành nghệ thuật hội họa kết hợp phong cách phương Tây lẫn Việt Nam với cảm quan thị giác độc đáo. Thiếu nữ chơi đàn nguyệt là minh chứng cho sự phát triển nghệ thuật hội họa của ông như một nghệ sĩ bậc thầy, người đã mở ra một chương mới trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Thẻ hướng dẫn đọc số 4, kết luận giá trị và đóng góp của tác phẩm. Theo bản dịch của Lưu Bích Ngọc, bài tiếng Anh của Yuwen Sung, Lady Playing a Wicked, thiếu nữ chơi đàn nguyệt, trang web lucio.vn. Đối chiếu ngữ liệu tham khảo với tri thức về kiểu bài và cho biết: 1. Nội dung luận điểm thứ nhất và luận điểm thứ hai là gì? 2. Tác giả đã dùng những lý lẽ bằng chứng nào để làm sáng tỏ luận điểm? 3. Cách kết luận của bài viết này có điểm gì khác với cách kết luận của bài viết Con Trà Mào, một thông điệp đa nghĩa? Thực hành viết theo quy trình. Đề bài: hãy viết bài văn nghị luận về một bài thơ hoặc một bức tranh pho tượng mà bạn yêu thích. Bước 1. Chuẩn bị viết. Xác định đề tài. Tìm bài thơ hay tên bức tranh, pho tượng mà bạn yêu thích hoặc có ấn tượng mạnh mẽ. Liệt kê một vài lý do khiến bạn thích hoặc có ấn tượng về tác phẩm đó. Xác định mục đích viết, đối tượng người đọc. Để bài viết đạt được hiệu quả, giao tiếp, bạn hãy tự hỏi: tôi viết bài này nhằm mục đích gì? Người đọc bài này có thể là những ai? Họ mong chờ điều gì từ bài viết của tôi? Thu thập tư liệu. Để có ý tưởng viết bài nghị luận về một bài thơ, bạn hãy thu thập thông tin về tác giả, thời đại, chủ đề và cảm hứng sáng tác. Tìm hiểu thể thơ, bố cục, cấu tứ, từ ngữ, hình ảnh, cách gieo vần, ngắt nhịp, các biện pháp tu từ, giọng điệu, v.v. và hiệu quả của các yếu tố này đối với việc thể hiện nội dung bài thơ. Ghi chép những suy nghĩ của bản thân về tác phẩm. Tìm đọc các bài viết về bài thơ nếu có. Tham khảo các ý kiến nhận xét đánh giá của người viết về tác phẩm. Ghi chép những ý kiến sâu sắc, những ý kiến trái chiều về tác phẩm. Để có ý tưởng viết bài nghị luận về một bức tranh, pho tượng, bạn cần thu thập thông tin về tác giả, thời đại, chủ đề và cảm hứng sáng tác, xác định thể loại, loại chân dung, lịch sử, tĩnh vật, phong cảnh, v.v., tượng đài, tượng tròn, quan sát kỹ bức tranh, pho tượng trên những phương diện như kích thước, khổ tranh, kích cỡ tượng, chất liệu tranh, sơn dầu hay sơn mài, màu nước, chất liệu tượng, cẩm thạch, đồng, gỗ, thạch cao, hình ảnh con người, sự vật, được thể hiện theo bút pháp tả thực hay trừu tượng, màu sắc, sáng hay tối, nóng hay lạnh, rực rỡ hay êm dịu, đường nét và hình khối, thô ráp hay mượt mà, có ranh giới rõ ràng hay mờ nhòe, bố cục, không gian, được thể hiện, rộng lớn hay nhỏ hẹp, sâu hay nông, khoáng đạt, tự do hay chật chội, ngột ngạt, v.v. Tác động của các thành tố đó đối với việc thể hiện nội dung bức tranh, pho tượng. Tìm đọc các bài viết về bức tranh, pho tượng nếu có. Tham khảo các ý kiến nhận xét đánh giá của người viết về tác phẩm. Ghi chép những ý kiến sâu sắc, những ý kiến trái chiều về tác phẩm. Xác định các yếu tố của bài thơ, bức tranh, pho tượng đã kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra một tổng thể toàn vẹn và tổng thể đó có tác động như thế nào đối với bạn. Lưu ý, khi ghi chép thông tin về bài thơ, bức tranh, pho tượng, bạn cần ghi đầy đủ nguồn tài liệu, tên tác giả, tên bài viết, tên sách, tạp chí, trang web, năm công bố bài viết,
Nếu thông tin được tìm trên trang web thì cần ghi rõ thời điểm bạn truy cập trang web đó. Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý. Tìm ý, bạn có thể tham khảo phiếu tìm ý dưới đây để xác định một số nét về nội dung và nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm. Phiếu tìm ý nghị luận về một bài thơ, tên bài thơ là gì, thể loại gì, tên tác giả là ai. Nội dung thì nêu nội dung, đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo, thông điệp và đưa ra nhận xét. Một số nét đặc sắc về nghệ thuật thì nét đặc sắc về kết cấu bố cục thế nào, từ ngữ hình ảnh thế nào, vần nhịp thế nào, vân vân. Phiếu tìm ý nghị luận về một bức tranh, về một pho tượng, tên bức tranh pho tượng là gì, chất liệu gì, tên tác giả là ai, thể loại gì. Nội dung, nêu nội dung và nhận xét về đề tài, chủ đề, cảm hứng, chủ đạo, thông điệp. Một số nét đặc sắc về nghệ thuật cũng nêu nét đặc sắc và nhận xét về bố cục, về đường nét, về hình khối, về màu sắc, vân vân. Lưu ý, bạn không cần nêu tất cả các yếu tố về nội dung và hình thức của tác phẩm, mà chỉ cần nêu một số nét mà bạn cho là đặc sắc nhất để bàn luận. Lập dàn ý, sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý, giới thiệu tên tác phẩm, tác giả, khái quát nội dung ý nghĩa của tác phẩm, lần lượt nêu từng luận điểm, ít nhất là hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất, nêu và nhận xét về nội dung tác phẩm. Luận điểm thứ hai, nêu và nhận xét một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm. Mỗi luận điểm cần được làm sáng tỏ bằng lý lẽ và bằng chứng. Lưu ý, có thể hoán đổi vị trí luận điểm thứ nhất và thứ hai. Khẳng định giá trị của tác phẩm hoặc nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân, người đọc. Bước 3. Viết bài. Từ dàn ý đã lập, bạn hãy viết bài văn hoàn chỉnh theo một số gợi ý. Nêu rõ luận điểm trong câu chủ đề, sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý. Ví dụ, nếu những nét đặc sắc về nghệ thuật được xếp là luận điểm thứ nhất, thì bạn cần làm rõ những nét đặc sắc đó đã góp phần làm rõ nội dung tác phẩm như thế nào, là luận điểm thứ hai. Có thể trích dẫn một số ý kiến đánh giá về tác phẩm của các nhà phê bình văn học, nghệ thuật để tăng sức thuyết phục cho lý lẽ và bằng chứng. Lưu ý, cách triển khai luận điểm khi nghị luận về một bài thơ và nghị luận về một bức tranh, pho tượng có sự khác nhau. Xem lại Con Trà Mào, Một Thông Điệp Đa Nghĩa và Thiếu Nữ Chơi Đàn Nguyệt, tranh lụa của Mai Trung Thứ để thấy rõ sự khác biệt này. Bước 3. Xem lại và chỉnh sửa. Sau khi viết xong, hãy kiểm tra lại bài viết của mình theo mẫu bảng kiểm ở bài 3. Khát khao đoàn tụ ngữ văn 11 tập 1. Lưu ý đến một số khác biệt về đặc điểm của kiểu bài. Sau khi chỉnh sửa những điểm chưa đạt, hãy chia sẻ bài viết của mình với các bạn trong lớp. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng Diễn Đọc để kiến thức văn học trong trường học không phải là kiến thức văn học bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.